Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, Lượng sẽ giới thiệu với tất cả các bạn chợ phiên mà cung cấp lợn đen giống lớn nhất ở khu vực vùng Đông Bắc cũng như là ở miền Bắc nhé. Cụ thể hơn thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên Trùng Khánh của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng các bạn ạ. Ở dọc theo tuyến đường này thì Lượng thấy họ bán rất là nhiều lợn đen giống này. Lợn đây thì họ sẽ cho vào những cái lồng đi xong chở ra chợ để bán, rất là nhiều lợn này. Đây có thể nói là khu vực bán lợn đen giống bậc nhất ở khu vực Đông Bắc này luôn đấy. Đây các bạn có thể thấy này, những cái lồng lợn đen thì xếp ở đây rất là nhiều. Đó, chào cô nhé. Lợn này cô bán bao tiền một con đấy hả cô? Dưới một con. 1.500.000 một con. Nay bán được mấy con nhỉ cô? Cũng được vài con rồi. Vài con rồi. Cái này nhà cô chắc phải nuôi nhiều lợn nái lắm ấy nhỉ cô nhỉ? Xuất từ đây ra tiếp kia là của cô hết đấy à? Hai con trắng không phải đâu. Hai con trắng là không phải, còn cô là lợn đen hết. Con này nó đốm đốm mẹ nó cũng thế à? Rồi cho chúc cô bán đắt hàng nhá. Rất là nhiều lợn đen luôn này các bạn ạ. Ôi, chỗ này cũng thế này, cô bán rất là nhiều lợn đen. Con này bán bao tiền đấy cô? Bao nhiêu ạ? 5.500.000. Vâng. Cô để gần nhau nó cắn nhau bây giờ ấy. Gần gần làm gì mà cắn nhau à? Đấy, cắn cái lồng cạch cạch kìa. Đấy, đấy, cắn nhau đấy, hôn nhau rồi. Ây chà, nhiều lợn thật. Chào các anh nhá. Ôi, lợn đen nhiều nha. Này, bán bao tiền một con này anh? 3 triệu. 3 triệu một con à? Con được tầm chục cân không? Có, hơn đấy, 12 cân, 13 cân. Này chỉ mang về nuôi trước khi được đâu nhỉ? Lợn ta, khác phối lợn ta. Từ phối lợn này à? Chả mua được lợn về nuôi vậy cô nhỉ? Con này cô mua bao tiền đấy cô? Con này cô mua bao tiền vậy? Bao tiền tắt lắm rồi đó. Còn ở góc bên này thì có hai ông chú cũng bán những cái lồng lợn đen và lợn trắng này. Và trải dài tít vào khu vực trong kia nhá, sâu vào trong kia, khu vực chợ lợn này rất là rộng và dài luôn này. Chào cô nhá. Ôi lợn đen, ở đây bán nhiều lợn đen nhỉ cô nhỉ? Đấy thì cô có hai con thôi à? Trong đây nữa. Cô bán bao tiền đấy? Con 1.800.000. Con 1.800.000. Lợn rất là nhiều. Ây chà, cô có nhiều lợn đen nhỉ cô nhỉ? Có nhiều đấy. Này cho cô chắc phải nhiều lợn nái lắm ấy nhỉ cô nhỉ? Này cũng một đàn luôn à, cũng một lứa luôn đấy à? Một đàn. Cô bán bao tiền một con đấy? Con 1.700.000. Con 1.700.000, 1.800.000. Các bạn có thấy này. Góc bên này thì Lượng thấy họ bán lợn đốm này, lợn trắng này, lợn đen này. Đây là một cái chợ cung cấp lợn giống lớn nhất ở khu vực nơi đây. Ôi chà. Một lồng. Con này có vẻ thịt được ở đây, con này chắc phải tầm trên 20 cân luôn đấy. Hai cái lồng con lợn trắng này. Đây là lợn đốm. Này thì bán bao tiền con đấy hả cô? Ôi chà. Này chú mua à chú? Để mua nhiều thế? Mua nhiều được tiền nhiều. Nhà chú chắc làm trang trại lợn nhỉ? Làm trang trại nhỏ thôi. Bình thường đó. Này thì mua hết mấy triệu đấy nhỉ? Chục triệu. Cái này vào 11 triệu. 11 triệu. Có con. Theo buổi sáng này là đi 11 triệu tiền lợn giống, sau này bán ra hàng trăm triệu. Sau này bán ra con chục triệu. Vâng. 6 con 60 triệu là được rồi. Rồi cháu chào chú nhé. Vâng. Rồi toàn lợn trắng góc này ấy.
với sống mấy người. Ủa, tôi lắm, tôi lắm. Này trời. Bà đang chọn mua lợn nè. Lợn này cô bán bao tiền đấy? Còn 2 triệu thôi. Còn 2 triệu à? Ơ, lợn trắng này đắt hơn lợn đen à? Lợn trắng này đắt hơn thôi. À, lợn trắng này đắt hơn à? Cái này để lâu chưa? Hả? Để được mấy tháng rồi? Chưa được 2 tháng đâu. Chưa được 2 tháng. Cho nó ăn cám mà lớn nhanh thế. Ăn cám thôi mà. Cái quay mở kính luôn á. Quay kính à? Quay kính TV. Quay kính TV à? Quay chân á. Quay với anh em không? Em ơi. Mấy chả nhiều lợn nhà cô nha. Chào cô nhá, lợn đẹp nhà cô nhỉ. Cái con vàng vàng này cô bán bao tiền đấy? Con vàng vàng này cô bán bao nhiêu? Con này này. Con hơn 2 triệu đấy. Hơn 2 triệu à? Con này chắc phải tầm 20 cân đấy nhỉ? Đến không? Đúng rồi, chính xác đó. Ủa, lớn. Con này con lớn hơn tí, con này bao tiền nhỉ? Con này này. Cũng hơn 2 triệu tí. Hơn 2 triệu tí. Này thịt được không? Ồ. Chắc non lắm chứ thịt ở đâu nhỉ? Ý dạ, nặng thế. Phải nuôi. Ý dạ. Ờ. Phải nuôi. Này cùng một đàn luôn à cô? Ờ. Ý dạ. Nặng thật. Nặng này. Rồi cháu cảm ơn nhé. Chào cô nha. Nay bán được nhiều lợn chưa cô? Không bán được. Hôm nay con chưa bán hết kìa. Cô mà bán hết được bằng này thì một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi, mười con, mỗi con 2 triệu thì... Hôm nay bán đấy. Mấy phát thế. Chà, đấy có chị gái mua hẳn một lông lợn. Chắc là họ có trang trại lợn này. Một lông lợn lớn luôn này. Đây chắc phải tầm... 15 lông ấy. Ấy cha, cô nhiều lợn quá. Chúc cô bán đắt khách nhá. Vâng. Quay đi làm gì đây? Cháu quay chơi thôi, đang lên mạng thôi. Lên mạng, lên YouTube à? Vâng, vâng, cháu quay để giới thiệu chợ lợn này. Em ơi, ông mù lơ. Ông mù lô, mù khao. Ông mù lô. Mù này cô bán bao tiền con? Con triệu hơn. À, con triệu hơn thế à? 3 triệu tư. À, 3 triệu tư hả? Con 2 triệu 3. À, 3 triệu 4 chắc tưởng con 3 triệu 4 thì chết. Em ơi, bên tay trái thì họ bán vịt con, gà con, bên tay trái, bên tay phải thì là lợn con, rất là nhiều lợn luôn các bạn ạ. Trời ơi. Ở trong này mới là chuyên về lợn. Chào cô nhá. Chúc cô bán đắt khách. Đây các bạn thì thấy này, trời ơi, lần vâng vâng cho quay lên YouTube ạ, giới thiệu chợ lợn ở nơi đây ạ. Vâng, lần đầu tiên mà được gặp một cái chợ lợn mà họ bán nhiều lợn như thế này đấy các bạn ạ. Này, trời ơi, trải dài suốt vào trong kia luôn. Chào cô nhá. Cô bán nhiều lợn quá. Con chăn trắng to to này cô bán bao tiền đấy? Cái con này này. 2 triệu 500. Lợn này đẻ lâu chưa cô? 75 ngày rồi. À 75 ngày rồi. Con đập này là 60 ngày. À vâng, thế là hai đàn khác nhau. Nay bán được mấy con rồi cô? Con như này là tầm 1.9 triệu. À 1.9 triệu à. Bán được 10 con rồi. Ây chà. Có khi cháu sang bên này nuôi lợn nái rồi. Bán chồng lắm, bây giờ là dân người ta làm nghề khác hết rồi. Đây họ nhiều trang trại lợn nhỉ cô nhỉ? Rồi cháu chúc cô đắt khách nhá. Các bạn có thể quan sát khu vực chợ lợn này rất là nhộn nhịp này. Người mua, người bán. Cháu chào cô ạ. Ôi, nhiều lợn thế góc này. Cái lồng lợn này xếp la liệt luôn. Cháu chào bà nhá. Bà bán nhiều lợn nha. Mình là người Nùng chứ nhà bà nhỉ hay là người Tày đấy?
Người Tây thôi. À, người Tây à? Cái mu này khai kỷ lai tour không? Mu này khai tour đó, kiểu lai à, không triệu, 2 triệu các bạn ạ. Rồi, cháu cảm ơn nhá. Úi dồi, bên này họ cũng rất là nhiều lợn luôn này. Chào cô nhá. Này bán được nhiều lợn chưa? Chưa. Lợn này bán bao tiền con này đấy ạ? Con này khoảng 2 triệu. 2 triệu à? Ừ. Ui, lợn to nhờ. Chấm mơ khả phá cho mình đi. Bác lại đắm online mình đi. Vẫn mơ khả. Như vậy thì Lượng vừa đưa các bạn đi khám phá xong khu vực chợ phiên mà bán nhiều lợn đen giống ở Đồng Bắc này nhé. Bây giờ Lượng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video trên kênh Phật Lượng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.